Chào các bạn, trước mắt các bạn chỉ là 5 thành phần hợp thể nên Direnō, là một cái tai xuất hiện ở trong Gosei Sentai Direnger 1993. Và nó có một người anh em cùng cha khác ông nội, đó chính là Boranger Mighty Morphin, và là Season 2 các bạn nhé, được chiếu vào năm 1994. Ở trong Mighty Morphin Season 2, Direnō có tên gọi là Thunder Megazord, và đây là phiên bản Mini Pla. Thú thật với các bạn rằng tôi đã săn lùng phiên bản Mini Pla này rất lâu rồi. Giá của nó không hiểu tại sao bị đổi lên rất là nhiều. Chẳng hạn như phiên bản DX vào những năm 1993-94, nó được bán với giá là tầm khoảng 7.000-8.000 yên ha. Thì bây giờ 30.000-40.000 ta có thể mua được một phiên bản Shikanen đẹp. Nhưng phiên bản Mini Pla này được niêm yết ở thời điểm năm 1993-94 đó là tầm khoảng 200 yên một box, và bộ này gồm 5 box cho 5 con ha. Nguyên một con nó chỉ tầm khoảng 1.000 yên thôi. Nhưng mà không hiểu tại sao bây giờ nó lên rất là dữ dội luôn. Nhiều khi á, tôi thấy đấu giá tầm khoảng 40.000, 50.000. Trời hết hồn, thật sự nó lên giá rất là dữ dội. Cái tỷ lệ lên đó các bạn, từ 1.000 mà lên 40, 50.000 thì nó rất là kinh dị phải không? Cho nên tôi đã ao ước coi được mẫu sản phẩm này rất là lâu rồi. Đến ngày hôm nay đây, tôi mới có thể có được. Mẫu sản phẩm này nó chưa phải là hoàn thiện, chính vì lẽ đó mà nó có phần giá rẻ hơn so với những cái giá trước đây mà tôi thấy. Tôi đấu giá mẫu sản phẩm này được với giá là 21.000 yên đó các bạn. Chưa lẹ ha. Rồi, chỉ biết 21.000 yên thôi, còn về đến đây như thế nào thì khỏi cần đề cập đến ha. Vì chúng ta biết được rằng nó cũng quá là mắc rồi. 20.000 yên tôi có thể mua được một con phiên bản DX với tình trạng là ổn áp, no box. Và như tôi đã nói đó, đây là phiên bản second hand này nó các kiểu, cho nên tình trạng decal của nó là không được đẹp lắm và nó bị thiếu đồ. Các bạn hãy nhìn cái hình này nhé. Các bạn thấy cái hình đó thì rõ ràng nhận thấy rằng tôi bị thiếu một cây kiếm, bị thiếu một cây gậy và bị thiếu một cái bay để ghim con Ho-o lên ha. Tất cả những gì mẫu sản phẩm này tôi có được chỉ là như vậy thôi. Và ok, bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu từng thành phần các bạn nhé. Trước tiên hết là Ryoshio Warrior Mod. Nó chỉ là ở phong dáng này thôi, nó không thể nào chuyển thành dạng rồng được các bạn nhé. Màu sắc chỉ có cơ bản hai màu thôi, là màu nhựa đỏ và màu nhựa đen. Còn lại, những chỗ màu khác là dáng decal các bạn nhé. Và dáng decal cũng bị thiếu luôn. Nó bị thiếu rất nhiều chỗ ha, và chỉ có một vài nơi như vậy thôi. Tay của nó thì chỉ có thể thực hiện cho cái thao tác là hợp thể thôi các bạn, chứ nó không có đưa lên được luôn. Nó là một khối như vậy thôi ha. Tiếp đến là CC, sư tử. Màu sắc bị sai ha, và bị thiếu màu rất là nhiều luôn. Nó chỉ cho chúng ta một miếng decal ở đây thôi, còn lại là thiếu cái màu vàng gold ở đây, thiếu màu đỏ ở đây. Cái phần đầu hoàn toàn không có sơn và cũng chẳng có decal để dán luôn các bạn. Nó chỉ là như vậy thôi đó. Các bạn thấy Mini Pla của những năm 90 nó rất là kinh dị ha. Nó không được như Mini Pla của thời hiện tại đâu. Tiếp đến là Tenma, các bạn thấy cũng là bị sai ha. Cái phần thân này đáng lẽ là màu đen mới đúng, nhưng ở đây là màu xám. Decal cho dán một vài nơi thôi, và nó cũng bị thiếu nè các bạn. Thiếu decal nhiều lắm luôn. Kirin vẫn là như vậy ha, cũng là sai màu, decal dán cũng như thế. Và cuối cùng là Ho-o. Đối với Ho-o thì nó sẽ có decal dán ở chỗ này nè, chỗ này nè. Nhưng mà ở đây thì cái con này tôi mua second hand, bị thiếu decal ha. Và bên cạnh đó các bạn thấy nè, cái phần người của nó nè, bị rỗng hoàn toàn luôn. Chỉ có hai màu, màu vàng và màu đỏ thôi. Bây giờ tôi sẽ bắt đầu hợp thể năm của máy lại, các bạn hãy xem cùng tôi ha. Trước tiên hết là Krillin đi ha. Sẽ tương tự như phiên bản DX mà thôi. Mở cái phần giáp này ra, giáp đùi. Và nó khó lấy lắm các bạn. Nếu như ở phiên bản DX nó sẽ có một cái chốt ở đây nè, ta chỉ nắm cái chốt và mở ra thôi, còn ở đây thì không có ha. Mở ra như vậy, phần đầu xếp lại, bẻ lên, như thế là xong rồi. Và tiếp tục là Tenma, cũng tương tự như vậy thôi. Mở, xếp, bẻ lại.
các bạn nhìn nè, cấu trúc bên trong nè, nó sẽ có một cái khe trượt đó ha. Nó sẽ có cách ráp tương tự như DX luôn. Tiếp đến là CC. Cũng như vậy thôi, mở ra nó sẽ có một cái chốt nè, kết nối với cái thân nè ha. Đây là cái nón. Tiếp đến, buông cái phần này ra. Nó có một cái chốt ở đây ha, và cái chốt này gài vào cái lỗ thôi, chỉ là giữ như vậy thôi, cho nên nó sẽ ọp ẹp, nó dễ bị rớt lắm các bạn, thấy không, lỏng lẻo lắm. Mở ra. Và phần còn lại như phiên bản DX, cái phần đầu của con sư tử nè, bẻ lên, tuy nhiên nó hơi bị cứng một chút nha các bạn. Bẻ thì phải nương lực đó, như vậy đó. Như thế là xong rồi. Ở bên trong này sẽ có một cái chốt, và cái chốt này sẽ ghim vào cái đầu của con rồng á, chứ nó không có hai cái chốt như phiên bản DX ha. Còn cái phần này chúng ta cũng sẽ mở nó ra. Tương tự đây cũng vậy, mở ra. Và với Ho-o, cái đuôi của nó tháo ra như vậy, nó có một cái chốt rồi các bạn, và gài vào. Tiếp đến là Ryusio Warrior Mod. Nó rất là lỏng các bạn. Các bạn thấy không, tôi lắc nè, rung rinh. Mini Pla của những năm 90 là như vậy đó các bạn. Là chính hãng Bandai nha, mà cầm lên như là đồ Trung Quốc vậy đó, lỏng lẻo lắm. Mở lên như thế này ha, và hai chân xoay qua, xoay qua, đó, thấy không, nó lại xuống nữa nè. Và xuống, xuống. Việc còn lại là ta sẽ kết nối các phần lại với nhau thôi. Đây, nó sẽ trượt vào cái khe rãnh ở bên trong á, nó sẽ trượt vào kẹp cái phần vây rồng nè các bạn. Trượt đã lắm, kích một cái là vào thôi. Và bên đây cũng như vậy ha, trượt vào. Như thế là xong rồi đó các bạn. Và quên nữa các bạn, phần đầu nè, bẻ nó xuống như vậy ha. Rồi, nó sẽ có một cái chốt ở ngay đây nè, thấy không, ở đằng sau đít của Ryosho sẽ có một cái lỗ một cái lỗ sau đít ha. Rồi, gắn vào như vậy. Ở ngay cái cánh của con chim á, nó cũng sẽ có một cái chốt, hai cái chốt, và trên cái hai cái phần chân rồng nè, nó sẽ có một cái lỗ, hai cái lỗ, chỉ cần vặn và bóp nó lại thôi là ok ha. Nhưng mà các bạn thấy đó, nó cũng rất là lỏng lẻo. Rồi, như vậy là xong. Phía còn lại là cái phần tay nè, bẻ lại như vậy, tương tự như phiên bản DX các bạn ha. Và như tôi đã nói, một cái chốt ở bên trong nè sẽ gài vào cái lỗ ở ngay cái phần đầu rồng, bóp lại, ok. Và cái phần giáp tay để vào, bóp vào, tương tự. Cái nón chỉ việc để lên cái đầu rồng thôi, nó sẽ không có chốt gài gì cả. Như vậy là Mini Pla Direno đã hoàn thành rồi. Nếu như tôi mua mà nó có cây gậy thì cây gậy đó sẽ gắn vào cái phần đuôi rồng ha, và có cái kiếm để cho nó cầm trên tay. Tuy nhiên thì tôi mua chỉ có như vậy thôi. Và đây là Mini Pla Direno. Màu sắc của nó bị sai và bị thiếu rất nhiều. Mặc dù nó cho đề can để dán những bộ phận, những chi tiết bị thiếu màu, nhưng vẫn là đề can bị thiếu luôn các bạn. Cho đề can mà còn không đủ đó. Cái mà tôi thích ở những mẫu Mini Pla những năm 90 đó chính là nó bê nguyên si cái form dán của phiên bản DX qua luôn. Các bạn nhìn thấy nào, nó y chang phiên bản DX các bạn ha. Chỉ là cái cách ráp của nó không được full như phiên bản DX mà thôi. Và bây giờ tôi sẽ lấy ra Mini Pla đại diện cho những năm 2000 và Mini Pla đại diện cho những năm 2020 trở về sau ha. Đây, Rosaric thuộc về những năm 2000 ha. Còn đây, Zenkai Ozura Gaon. Các bạn thấy đó, càng về sau nó sẽ càng ổn áp hơn ha. Rõ ràng là như vậy luôn. Đây, những năm 90, những năm 2000 và 2020 trở về sau, càng ngày nó sẽ càng chi tiết hơn, nó sẽ càng đẹp hơn. Và các bạn lưu ý nha, không phải vì nó xấu như vậy, vì nó thiếu màu như vậy mà giá của nó sẽ rẻ đâu. Giá của nó là thuộc dạng ngất ngưỡng trên trời đó các bạn. Chỉ hy vọng rằng năm nay là 2023, là năm kỷ niệm 30 năm Dairanger,
Vừa rồi Bandai đã giới thiệu về Shadow Super Dairanger rồi, thì hy vọng rằng trong thời gian sắp tới Bandai sẽ ra SMB Dairanger. Tôi rất trông mong điều đó. Nó mô phỏng theo phiên bản DX, nhưng mà phiên bản DX á, ít ra nó còn đưa tay lên được, còn phiên bản này là không thể nào đưa tay lên được. Nó chỉ là một cục như vậy thôi. Và các bạn thấy nè, cái bàn tay này nè, nó sẽ có một cái khoảng trống to là để cho nó cầm cây kiếm đó các bạn. Tuy nhiên thì như tôi đã nói, mẫu sản phẩm của tôi là bị thiếu đồ ha, bị thiếu cây kiếm. Và nếu như có cây kiếm thì nó cũng chỉ là có cây kiếm thôi, chứ nó không có bao kiếm luôn. Cái con này nó phải đeo cái bao kiếm vào ha, này nọ bên hông thì nó mới là ngầu, mới là đẹp được. Mà ở đây nó cũng chỉ cho một cây kiếm gắn vào thôi. Cho nên các bạn thấy cái tay của nó nè, một bên thì là bình thường ha, là để cầm cây gậy á, còn một bên là khuyết như vậy là để cầm được cây kiếm. Mẫu này chắc chắn là tôi phải đem đi sơn rồi các bạn, chứ không thể nào chấp nhận được với cái việc là bị thiếu màu sắc như thế này. Khi mà sơn lên rồi đó thì nó cũng đẹp lắm, nó chỉ là bị ít chi tiết hơn phiên bản DX thôi, chứ sơn xong cũng rất là ổn áp. Và đó là tất cả những gì tôi nhận xét được về mẫu sản phẩm này. Còn các bạn thấy mẫu sản phẩm này như thế nào thì hãy comment chia sẻ ý kiến ở bên dưới nhé. Clip đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các clip sau. Bye bye!